Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Như các bạn có thể đã biết, bộ phim quái vật Godzilla X-Kong đang làm mưa làm gió tại các rạp phim trên toàn thế giới và có khả năng sẽ trở thành bộ phim thuộc Monsterverse ăn khách nhất từ trước đến giờ. Bản thân tôi cũng là một người rất yêu thích các quái vật như Godzilla và Kong. Nhưng là một người khoái hoài cổ thì tôi lại không thể quên được phiên bản King Kong vào năm 2005. Một bộ phim đã ra mắt được 19 năm, nhưng khi xem lại thì bạn vẫn sẽ ấn tượng về chất lượng kỹ xảo, diễn xuất và hệ sinh thái vẫn đang mắc kẹt ở thời tiền sử của đảo đầu lâu do đạo diễn Peter Jackson và ekip xây dựng nên. Trong bộ phim đó, ngoài Kong ra thì chúng ta còn có khủng long cũng như các sinh vật đáng sợ khác. Ngày hôm nay, mời các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV hoài cổ với nhau một cách điểm lại những sinh vật đã từng xuất hiện trong bộ phim đầy ấn tượng về gã khỉ đột khổng lồ nhưng cũng rất ga lăng với phụ nữ này. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Brutonis. Brutonis là một con chim khổng lo thọ chim khủng bố Forus gracidae. Tên của nó có nghĩa là chim nặng, và đúng như vậy, nó nặng khoảng nửa tấn với chiều cao khoảng 3,4 m. Điều đó khiến nó trở thành giống chim ăn thịt nặng nhất và lớn nhất trên đảo đầu lâu. Tuy khủng bố từ cái tên cho đến ngoại hình thì Brutonis phải nhanh chóng đi nhận cơm hộp sớm khi bị bác đầu bếp bắn chết sau khi nghe những tiếng động lạ trong rừng cây. Pha xử lý quyết đoán này của bác đầu bếp có lẽ đã cứu sống một vài thành viên trong đoàn, và không phải ngẫu nhiên mà con chim săn mồi đáng sợ này xuất hiện ở đó. Megapit. Megapit có thể tạm dịch là Red khổng lồ, là những con Red đặc hữu của đảo đầu lâu, kích thước to gấp nhiều lần Red thường. Chúng có thể dài từ 90cm cho đến 1,5 m và là những kẻ săn mồi phàm ăn. Thức ăn chính của chúng là thịt, và thịt của một cô gái xinh đẹp như nữ chính chắc chắn là miếng mồi ngon không thể bỏ qua. Nữ chính đã phải đối mặt với một cặp Red khi đang chui trong thân cây rỗng để giấu mình trước sự săn đuổi của những động vật săn mồi khác, và sự xuất hiện của cặp Red này khiến cho cô ta bị lộ. Arachnoclaw. Những con vật nhiều chân có thể là nỗi ám ảnh với nhiều người, và nếu chúng khổng lồ thì sự sợ hãi sẽ càng nhân lên nhiều lần. Khi thủ đoàn của tàu Ventra rơi xuống vực, họ đã đối mặt với những động vật chân khớp có hình dạng kết hợp giữa tôm hùm đất và nhện, có chiều dài từ 1,2 đến 1,8 m, được gọi là Arachnoclaw. Chúng có 6 cái chân và một cặp càng khá lớn, 2 cái râu trên đầu và đôi mắt màu nâu đen. Toàn thân chúng được bọc một lớp giáp giống như cua. Tuy là những kẻ quen ăn xác thối, có lẽ là những phần thịt thừa được những động vật ăn thịt đầu bảng của đảo đầu lâu như V-Rex hay King Kong vứt xuống vực, chúng vẫn có thể dễ dàng xé xác một thành viên của thủy thủ đoàn tàu Ventra. Deinocimex. Đây là một loài dế ăn thịt có kích thước siêu khủng sống dưới vực trên đảo đầu lâu. Dù không biết bay nhưng chúng vẫn là loài săn mồi lợi hại với kích thước từ 1,5 m cho đến 3 m, cặp chi trước sắc như dao mà chúng dùng để xé xác con mồi. Chúng còn là loài ăn xác thối, cùng những loài cơ hội khác dưới vực tạo thành một hệ sinh thái ăn xác thối ghê rợn. Chúng đã tấn công các thành viên của tàu Ventra khi họ rơi xuống vực, và nếu không có sự trợ giúp của vũ khí nóng thì có lẽ toàn bộ đã bị những con dế khủng này xé xác. Vitarex. Nhỏ hơn Deinocimex khi chỉ dài từ 60-90 cm, Vitarex vẫn đáng sợ không kém nhờ số lượng lớn và khả năng săn mồi theo đàn. Với đôi càng trên miệng của mình thì loài côn trùng ngoại cỡ này có thể xé thịt ngay cả những con khủng long lớn nhất xui xẻo rơi xuống vực. Chúng còn có khả năng nhảy xa để tấn công bất ngờ. Các thành viên của tàu Ventura rớt xuống vực đã cố gắng hết sức chống trả lũ côn trùng, nhưng với số lượng áp đảo của Vitarex, nếu Brooks Buster không xuất hiện như tặc săn với chó lửa trong tay, thì số phận của họ sẽ là nghĩ dữ nhiều. Deplector. Những cái chết bất ngờ luôn đáng sợ, và khi nó đến từ một cái càng khổng lồ, không biết từ đâu chui ra, nhanh chóng kéo bạn vào bên trong hang động nên nó ẩn náu thì có lẽ bạn sẽ trải qua cái chết kinh hoàng nhất. Nếu muốn trải nghiệm một pha đăng xuất như vậy thì hãy đến với thế giới vực sâu trên đảo đầu lâu nơi Deplector cư ngụ. Chúng là những con giáp xác siêu to lười di chuyển, hầu như chỉ giấu mình bất động trong hang, dùng cọc râu để phát hiện các chuyển động và chờ bất kỳ con gì rớt xuống từ phía trên, là chúng sẽ dùng đôi càng dài 2 m của chúng để tóm lấy. Carnictis. Bất chấp tất tần tật những sinh vật đáng sợ khác dưới vực như Arachnoclaw, Deinocimex hay Deplector, Carnictis mới là sinh vật ghê tởm nhất. Chúng được cho là đã tiến hóa từ những loài giun ký sinh trong bụng của khủng long trên đảo, có khả năng sinh tồn bên ngoài ruột của vật chủ và dần dần phát triển thành một loài cơ hội ăn xác thối dưới vực của đảo đầu lâu. Chúng có thể dài từ 2-4 m, thân hình trơn tuột, chậm chạp và không có mắt nhưng cực kỳ thính với thức ăn. Trong cái miệng của chúng là những vòng răng đầy răng nhọn, có thể mở to đủ để nuốt chửng một cái đầu người. Therapus Mordax. Đây là một loài gặm nhấm biết bay với đôi cánh giống như rơi, và cái tên của chúng có nghĩa là con rơi thối nồng nặc.
Chúng có ngoại hình giống như chuột chũi trụi lông kết hợp với rơi, thích sống trong hang động tối tăm với số lượng lên đến hàng trăm con, cùng lấy công cư ngụ. Chúng có sải cánh dài từ 2,5 đến 3 mét, lớn gấp đôi loài rơi lớn nhất trong thực tế hiện nay. Trong phim thì lũ chuột chũi biết bay này đã bị đánh thức khi Jack tìm cách giải cứu Anne. Chúng điên cùng tấn công công, từ đó tạo cơ hội cho Jack và Anne chạy thoát. Nhưng nam chính và nữ chính cũng bị một số con Therapus Mordax tấn công và chỉ thoát thân khi rơi xuống sông. Pyranodon. Nếu bạn có khả năng bắt những con giun Carnotix làm mồi câu, thì thứ bạn có thể câu được là Pyranodon, loài cá quỷ quyệt sống dưới những con sông u ám của đảo Đầu Lâu. Chúng có phần đầu giống như một con cá ăn thịt piranha nổi tiếng, nhưng phần thân dài như một con cá trê, chiều dài tối đa có thể lên tới 15 mét và nặng đến 14 tấn. Chúng có thể ăn gần như mọi thứ rơi xuống nước hoặc vô tình đứng trên bờ gần nơi nó đang rình rập, chán như chim, cá và lưỡng cư. Mỗi con khủng long đi uống nước cũng có thể trở thành mồi cho Pyranodon. Trong phim thì chúng đã tấn công thủy thủ đoàn khi họ đang đi bè qua sông và giết chết ít nhất 3 thành viên. Với con quái vật này thì ngay cả súng đạn cũng gần như không có tác dụng. Ferocutus. Với cái tên có nghĩa là da sắt có sừng, Ferocutus, con khủng long Ceratopsia có hình dạng khá giống những con Pachyrhinosaurus đã tuyệt chủng, là một trong những động vật ăn cỏ mạnh mẽ nhất trên đảo Đầu Lâu. Chúng sống theo những bầy nhỏ khoảng 12 con, đi theo các đàn Brontosaurus để tận dụng những cánh rừng đã được đàn Brontosaurus dọn dẹp, ăn những cây tầng thấp. Sẽ rất khó để ngay cả những con V-Rex hạ ngục, một con Ferocutus full size trưởng thành, có thể đạt chiều dài đến trên 10 mét. Legocrystus. Legocrystus là những con khủng long giống khủng long mỏ vịt Hadrosaurus, với chiều dài cũng tương đương Ferocutus. Tuy không lực lưỡng bằng nhưng chúng cao hơn và có khả năng bơi lội rất giỏi. Ngoài ra chúng cũng biết tìm kiếm sự an toàn từ số lượng khi sống theo bầy khoảng vài chục con. Chúng giao tiếp với nhau bằng âm thanh được tạo ra từ cái mào rỗng trên đầu, nghe khá giống với Parasaurolophus. Nghe có vẻ hay ho nhưng Legocrystus chỉ xuất hiện thoáng qua trong phim, dưới dạng một cái xác đang bị ăn bởi một con Phaetodon. Phaetodon. Phaetodon có thể coi là một người họ hàng xa của cá sấu, bởi chúng là hậu duệ của nhóm bò sát tiền sử Notosuchia. Chúng có cơ thể to lớn, dài từ 4,5 m đến 6 m, cân nặng khoảng 2 tấn, di chuyển bằng 4 chân. Phần móng ngắn nhưng được cho là có lực cắn mạnh đủ để nghiền nát xương. Dù vậy thì chúng là những con vật hết sức cơ hội khi không chỉ săn mồi mà còn tranh thủ ăn xác thối. Trong phim, chúng xuất hiện khi đang xơi xác của một con khủng long Legocrystus và bị nữ chính bắt gặp. Có lẽ xấu hổ vì bị bắt quả tang đang ăn vụng nên con Phaetodon này đã đuổi theo định sát nhân diệt khẩu, nhưng không may là nó đã đụng phải V-Rex. Brontosaurus. Dù lịch sử danh pháp có phần tranh cãi thì Brontosaurus vẫn là một cái tên khủng long quen thuộc với mọi nhà. Trong King Kong thì họ đã đặt ra một loài mới sau các danh pháp khoa học sẵn có của chi Brontosaurus, đó là Brontosaurus Bastery. Chúng sống thành đàn đông đúc, con trưởng thành có thể dài từ 24 đến 36 mét và nặng từ 70 đến 100 tấn. To lớn là vậy nhưng trong phim thì chúng khá nhát gan khi để những con Venatosaurus lùa như vịt và nhiều thành viên của đàn đã chết thảm khi rơi xuống vực. Venatosaurus. Venatosaurus là hậu duệ của họ khủng long Dromaeosauridae với kích thước thuộc hàng lớn nhất họ này, dài từ 4,8 đến 7,3 mét và cân nặng có thể đạt gần 1 tấn. Chúng là những kẻ săn mồi đáng sợ, biết săn mồi theo bầy với khả năng phối hợp nhất định. Trong phim thì chúng đã mai phục đàn Brontosaurus, gây ra cuộc tháo chạy hỗn loạn suýt khiến toàn bộ thành viên đoàn giải cứu của tàu Ventra bị biến thành bánh tráng. Vastatosaurus Rex hay V-Rex. Nếu bỏ qua tuyến truyện của con người thì V-Rex sẽ là phản diện chính của bộ phim, đối thủ đáng gờm nhất của nam chính King Kong. Chúng là những con khủng long ăn thịt lớn nhất trên đảo Đầu Lâu, với chiều dài vượt qua cả tổ tiên đáng sợ của chúng là T-Rex. Khi dài đến 15,2 mét cũng cân nặng hơn 19 tấn. Không, thậm chí còn phải lép vế về kích thước khi so với những con bò sát đáng sợ này. Tạo hình của chúng cũng rất ấn tượng với hàm răng lởm chởm và bộ vảy trông giống như một bộ giáp chắc chắn. Chỉ có điều trí tuệ lại là vấn đề với V-Rex, khi chúng tiêu tốn rất nhiều năng lượng chỉ để đuổi theo một con mồi không bỏ dính răng như nữ chính, đồng thời để công một mình cân ba mà không gây được sát thương đáng kể nào, chẳng hạn như mất cái tay hoặc mất cái chân. Đó là còn chưa kể công còn rơi vào cảnh phải chấp một tay hoặc một chân để bảo vệ nữ chính. Một là đám V-Rex quá tệ và hai là không được búp phào quang nam chính quá mức. Vừa rồi là toàn bộ 15 quái vật đáng sợ và to lớn xuất hiện trong King Kong phiên bản 2005. Hy vọng video đã giúp các bạn nhớ lại một siêu phẩm phim quái vật từng gây sốt trên thế giới cách đây gần 20 năm vì vô vàn những điều ấn tượng. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.